Xin chào các bác anh em audio. Tiếp tục gửi đến quý vị và các bác là hai cặp loa Mỹ vừa về tại cửa hàng của em Minh. Hai cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu ZSL. Thì cách đây 1-2 hôm thì Minh có bán cặp và giao lưu cặp loa dòng 3600 rồi, là dòng monitor studio. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì Minh về được thêm một cặp là 3800, cũng là dòng studio monitor, sở hữu cấu hình ở đây 3 loa bass 30 màng và mid là dòng carbon. Và tiếp tục là một cặp nữa là cặp ZSL 40 có cấu hình tương đương với dòng 3800 monitor, nhưng mà dòng này thì phần mid và phần loa bass là sử dụng màng giấy và đều có hai cell vi tinh chỉnh dành cho loa chép và loa mid. Hai cặp loa này tình trạng là về nguyên zin nguyên bản, chưa có động chạm và nâng spa, nên là em muốn giao lưu với mọi người, với những em mà biết trân trọng những cái đồ mà theo giá trị này. Tại vì nếu mà mình cũng không có muốn tân trang, mình muốn giữ nguyên, tại vì hai cặp này cũng rất là đẹp. Và giá của hai cặp này cũng rất là mềm, đáng để cho anh em chúng ta chơi. Và cái ưu điểm của cái dòng ZSL, từ viết tắt của hãng loa Jogger Solar của Mỹ này, là gì? Một là rất dễ phối ghép với đồ đánh, không kén đồ đánh. Bất kỳ, hầu như bất kỳ dòng âm ly đài radio nào cũng có thể khai thác tốt cái dòng loa này. Và điều đặc biệt thứ hai nữa là công suất rất là khỏe, chơi rất là tốt trong những cái không gian phòng từ 35m² trở lại. Và cái âm thanh nó tái tạo ra, nó chơi ba giải cũng rất là tốt, giải trầm, đặc biệt là giải trầm. Tại vì nhiều bác thích chơi giải trầm nó đậm đà, thì những cái dòng ZSL Bass 30 này nó cho giải trầm rất là tốt nữa. Và thứ ba là ưu điểm chơi đa năng, có thể cho phép chúng ta vừa nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke trong gia đình chúng ta được. Chỉ cần thêm một cục vang nhỏ nữa thôi là chúng ta có thể cắm mic và thành ca sĩ rồi. Vâng, thì không để làm mất thời gian anh em Minh sẽ báo giá để cho anh em chúng ta cân đối. Bởi vì những cái dòng loa ZSL này thì mình luôn luôn phải săn tìm và mua bằng những cái giá làm sao để cho tốt nhất để giao lưu với anh em, để chúng ta sử dụng và có thể tiếp cận được những cái dòng loa này. Bởi những cái dòng loa này bây giờ tính ra nó cũng chỉ như loa Nhật thôi, mà cái chất âm nó vô cùng là hay, khẳng định là hay các bác nhá. Vâng, tiếp tục là em sẽ báo giá cặp loa 40 ZSL 40 có mức giá là 10.500.000 đồng, 40 bass 30 ba đường tiếng. Cặp loa này rất là đẹp, vừa nghe vừa trưng bày, e căng zin đầy đủ logo của hãng 40, có hai cell tinh chỉnh và phía sau sẽ có một cầu nối loa và cầu chì bảo vệ loa, vuông thành sắc cạnh đẹp, 10.500.000. Còn cặp loa đến từ 3800, mã model 3800 dòng studio monitor này có hai cell chỉnh ở phía dưới bass 30, màng và màng bass và màng loa chung là carbon, thùng gỗ lạng. Cặp này rất là nặng, tiếng hát hay. Cặp này có mức giá là 11.500.000 đồng. Hiện tại thì mình đang phối ghép cái âm ly Pioneer SX838 với cặp 3800 này, rất là ok các bác nhá. Thì hiện tại cũng không giấu gì anh em, chia sẻ luôn, bản thân ở nhà mình thôi, mình cũng sử dụng một cặp loa này cho bố mẹ hát karaoke, đánh rất là hay. Bốt với bâu mấy dòng không có cửa so với những dòng này, mặc dù là bâu đắt hơn rất là nhiều. Thì đó là cái chia sẻ của em, hát rất là hay, chỉ cần một con vang vào nữa là hát rất là hay luôn, trong phòng 30m² ở nhà luôn nhá. ZSL 3800 dòng studio monitor và cặp ZSL 40 mình vừa giới thiệu chia sẻ với mọi người. Thì các bác anh em nào đang theo dõi có nhu cầu mua sắm, giao lưu, trải nghiệm dòng loa Mỹ này ZSL Roger Solar này thì liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên bài đăng 0946101332, hoặc là có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại phụ là 0708899789. Em Minh Audio Sài Gòn, 31 Phan Huy Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, giao lưu, giao hàng toàn quốc cho các bác anh em.